Hello everybody, welcome to Health VKT. Chào các bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game Elora phiên bản vi khủng ha. Đó, quà khủng rồi, cách chơi đồ cũng khá ngon. À, phiên bản update tướng và sao khá là thơm ha. À, giờ game này giờ tính ra hình như là thấy trên thị trường nó cũng ít đúng không anh em. Ok nào, đến với quà tân hữu nè. Ok, game này không yêu cầu chúng ta chạy nhiệm vụ tân hữu ha, hướng dẫn game các kiểu đó, bấm vào quà ngày thứ nhất của event 8000 à, Hero 10 sao best, đá skin mảnh 5 sao à, rất nhiều kim cương đồ. Ok ha, rồi VIP exit VIP đâu rồi, vậy là nó nằm ở trong code rồi các bạn ơi. Ôi rồi ôi, đây skin nè ha. Giờ mở ra thì nó cũng chắc là không có chứa hết đâu, nên bây giờ chúng ta sẽ đến với thông tin của game nha. Đây, thông tin của game đâu rồi đây, Elora 2023 khai mở server Ngân Hà 17 phiên bản 6 tướng bạo nộ xung thiên, thời gian open 13 giờ ngày 5 tháng 4 2023, vào thứ năm ha, trang chủ nè, tải game nè ha, đó, bản cập nhật mới nhất quy hoạch siêu khủng, inbox fanpage nhận quyết có tân hữu chơi ổn định trên Android và giả lập PC, quà tân hữu nhận in game đăng nhập 8 ngày và làm event long tin trên fanpage. VIP 35 level 317 làm xong event long tin nhận VIP 39, hơn 200 triệu kim cương, 200 tỷ vàng và A-ship anh hùng, quy hơn 150 triệu kim cương mỗi tuần, 2.000 sao tận thế, 2.000 tinh hồn kết tinh, 8.000 vé tiên tri. Wow, nhiều đấy, 8.000 vé là bộ trang bị 10 sao, 15 sao, hần trang 15 sao, 100 hồn 9 sao, 50 hồn 10 sao, 250 hồn 5 sao, 20 túi vật liệu tự chọn, 200 túi vật liệu tự chọn, skin hiếm, tướng hiếm 10 sao. Rồi quà tân hữu nhận ở một đăng nhập 8 ngày, hồi nãy có chị đó, update rồi 18 cái code. Đó, bích update tăng hụt tính cơ bản các tướng 25% tỷ lệ bạo kích, 50 sát thương bạo kích à 50%, tướng 20 sao max level 10, 40 sao max level 10.000, max VIP 99, bản cập nhật đầy đủ full tướng skin best mới nhất, trang bị max 45 sao, trang bị thần max 30 sao, trang bị minh vương bảo thạch, truy phong bảo thạch mát 30 sao đó, tăng tỷ lệ triệu hồi cả tướng mới. Nói chung là cập nhật có rất nhiều ha. Đó, ok liền đi nhập code thôi. Lấy được code like share rồi các bạn ơi. Đó, quà quá trời luôn. Đó, like share xúc tiến ha, lập liền. Rồi, code tân thủ ở đây nữa nè. Đó, rất nhiều. Nào, VIP 32, update, upload gì nè ha. Rồi update 11, update mới 1. 18 cái code lận, trời ơi, nhập mỗi cả tay, vận may sẽ theo đuổi bạn, cố lên,
Rất rất chi là mệt mỏi anh em ơi, có nhiều cũng khổ. Mà nhớ coi chừng nha. Đó, 29-31 rồi, coi chừng nó bị hơn 100 hư là nó sẽ bị lắc và bị mất hơn ví dụ 101 này, nói chung là nó sẽ bị mất ha. Đó là nhận đích ha. Và nhận thì coi chừng nó mát 4.2 ha. 4.2 là nó cũng sẽ bị mất luôn nha anh em. Nên là tài nguyên đồ này nọ thì nhận từ từ ha. Hết nhận tiếp ha. Mặc dù cót quà nhiều thiệt. Ở đâu rồi? 52 rồi. Nhưng mà nhận, nếu mà nhận nhiều quá thì hết hot tài nguyên thì cũng vậy thôi. Đó là hết tới đâu rồi nhập và nhận tới đó. Đó. Như heo thì đang test cho các bạn xem thì nó là nhập hết nha. Chưa cái nào luôn. Ok nè, đó. Ok nè, đó, lụm hết, nhận hết. Đó. Rồi nhận lắc luôn. Đây, ui đã tăng bậc 1 triệu nè hả? Hồn 10 sao 27, hồn 9 sao 77. Ui man. Wow, hồn 5 sao 250 hồn các loại. Wow. Rất nhiều. Một đống luôn. Ok nè. Đúng rồi, hút là thấy biết hút rồi đó, nhưng mà kệ nó đi. Đây 50 100, trời ơi vừa đủ luôn. À, đây A ship VIP. Cái này thì kéo xuống, đó, kéo xuống là sẽ ăn được thôi, chứ để y thì nó sẽ bị đầy ha. VIP 42 luôn nha anh em ơi. Nào lụm nè ha. Đó, hần trang 15 sao. Nào. Rồi trang bị 5 sao, 15 sao. Đó, trang bị 15 sao. Ok, tuyền giáp mũ các kiểu con đà điểu. Đó. Rồi tới luôn. Đó, 25 sao, ô lộc 15 sao. Rồi đá, ok, mấy cái này chơi thì mới nâng được, mới mở được. Đây, 100 triệu. Ô lộc 100 ngàn. Đó, 1 ngàn, cái này gì vậy? Triệu hồi ưu tú hả? Mở cái gì vậy? Hình như nó bị đầy các bạn ơi. Tinh thanh rồi này nọ, thôi để nó đi. Đây 110 ngàn. Rất nhiều, ok. Bây giờ giao rồi, mở ra thôi. Đó. Giao rồi, mở ra thôi nào. Mở đi, mở đi. Mở luôn nào. Tới luôn, tới luôn. Ngại gì nè, ngại gì nè. Ngại gì đâu mà ngại, đúng không? Đó. Mở skin nè. Tất nhiên là sẽ có những cái skin mở được rồi. Trời ơi, mở nè. Đó, mở nữa nè. Mở nữa nè. Đó. Mở nữa nè. Trời ơi, mở hết không ta? Ok, cái này không có. Ủa, cái đó là cái skin của con nào ta? Cái này không biết luôn á. Không biết là skin của ông nội nào đây. Con này hình như là có nè. Ủa, không có luôn hả? Ủa? Này. Kệ nó, một số con chưa mở thì tí mình đi sum hoặc là vé nguyên tố mình mở. Ủa, tính ra nhiều vậy? Alo. Trời, tính ra 5 con. Ôi, mẹ, ở đây còn nữa nè. Đó. Ghê ghê ghê, ngự lòng. Ở đây còn nữa nè, có không? Có luôn. Ngon lành kịch đào. Đấy, rất nhiều, ở trên này là tướng 10 sao nữa nè. Đó. Ok, mở random thì đây, coi mấy anh top chơi gì nè. Đây, mấy anh top. À, con bàn cổ và con cái gì, xe sát hả? Ok, xe sát, sát xe gì. Vâng, vẫn là bàn cổ hả? Bàn cổ là chắc kiếm trong nguyên tố rồi. Nhưng mà lượng một vòng coi, tiệm thần bí. Ở đây mua được vé đá nguyên tố nữa nè hả? Đó, đổi hồn đồ. Rồi hồn đổi lại đồ. Đó, bét đồ trứng đồ các kiểu. Tiệm nè, ok, đầy đủ hết. Vô quẩy thôi. Đó. Điểm thi đấu đồ các kiểu. Rồi, về quà VIP nè. Đây, VIP 42. Coi quà VIP nè. Rồi, đây.
thì thế nào mày cũng nhảy mà, nên để mày nhảy cái đi. Đó, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34. Đó, mua đi anh em, mua đi, mua xong rồi ra nhận quà tiêu phí. Thấy ngon là nó có cái ra cái cầu nè, đá tiên tri nè. Đó, nói chung là quà cũng khá ok lắm. Đó, mua hết đi. Rồi, còn heo thì heo sẽ chừa lại. Đó, ra nè. Rồi, quà tiêu phí nữa nè. Đó, nhưng mà cẩn thận coi chừng cái này nè nha. Nó đầy, nó tràn nha. Đó, cẩn thận củi lửa. Mất là coi như là su cà nè. Ok ha. Đó, nhắc nhở anh em hết rồi. Ok, ok, sạch phúc lợi, triệu hồi. Ở đây triệu hồi ngon không? Ủa? Quên, rồi ok. Triệu hồi, hình như là triệu hồi ở đây là ngon nhất nè. Đó, thấy không? Elizabeth luôn. Trời ơi, hoodie luôn. Đó, hình như là lâu lâu là sẽ có thêm nát sư đồ ngoài này nữa ha. À, bạch hổ đồ luôn nè. Đó, Monkey King nè ha. Rồi Yumi nè, Imiri nè. Đó, lục tiền Lua. Đó, Nui. Đó, rồi Mimi ơ. Đó, quá ngon, quá hợp. Nào Summer, Summer gì nè. Đó, ui, tướng năm sau ở đây rất nhiều. Đó, Gaia đồ luôn. Đó. Rồi ở đây ui 9000 mấy cầu tăng bậc. Và đặc biệt thì ở đây tướng chỉ có 45 thôi các bạn ơi. Nè, đổi con bàn cổ chỉ có 45 thôi. 45 thì 4000 thì chúng ta sẽ được 450 thì sẽ được 10 con. 4000 thì sẽ được 100 con. 4500 thì được 100 con. 9000 thì sẽ được 200 hồn. Nào, có cái rồi mà chơi rồi đúng không? À, ok nha. Rồi link heo sẽ để dưới phần mô tả, anh em nào có chơi thì tải về ha. Game free gần như là full, vào là chỉ việc quẩy thôi. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye.